Chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1 năm học 2021 năm 2022. Năm nay chúng ta có cái đặc điểm là chúng ta nghỉ dịch cho nên chúng ta phải làm bài kiểm tra giữa kỳ qua hình thức trực tuyến và làm tất cả đều trắc nghiệm. Thì con trong trắc nghiệm nó cũng có những cái dễ làm, những cái khó làm. Nhưng mà tụ trung mình phải học bài thôi, không học bài thì sẽ không làm được. Và cụ thể trong một cái bài kiểm tra nó có những phần gì thì thầy hướng dẫn từng một một nha. Trước hết về ngữ âm. Ngữ âm thì chúng ta có cách đọc âm cuối. Thì âm cuối đây có hai cái, đó là âm SES và âm ED. Thì chúng ta sẽ có những cách đọc như sau. Về âm SES thì nó có ba cách. Đó là chúng ta phải đọc là is, sa hoặc là the. Đọc âm is thì phải có hai điều kiện. Thứ nhất là tất cả đều tận cùng bằng es. Chúng ta thấy tất cả đều tận cùng bằng es. Thứ hai, trước es là những chữ cái mà ghép vô chúng ta có cái câu cô giáo sửa xe SH chưa dậy. Như đây ha, cô giáo sửa xe SH chưa dậy. Thì những cái đuôi đó thì mình sẽ đọc là is. Thí dụ nha, places, bridges, buses, boxes, dishes, watches, amazes. Rồi, thứ hai đọc âm sờ thì nó sẽ tận cùng bằng s hoặc là e với s. Chỉ có chữ c thì nó tận cùng bằng s thôi, bởi vì nếu nó qua es thì nó ở lên phiên âm là is, nó đọc âm is. Cho nên chúng ta thấy những từ những cái âm đằng sau nó có chữ e hoặc chữ es đều có một cách đọc hết là âm s. Thì những cái chữ cái phía trước đó nó sẽ ráp lại thành cái câu là cà phê phở tái Pleiku. Pleiku là thành phố Pleiku ở tỉnh Gia Lai đó ha. Thí dụ nè, maps, hops, hats, haze, books, lace, groups, giraffes, photographs, picnics. Chúng ta thấy ở chỗ này BS hoặc là PES đều đọc âm sờ hết ha. Như vậy thì tóm lại chúng ta có hai câu như sau: cô giáo sửa xe SH chưa dậy để mà đi uống cà phê ăn phở tát lê cu. Xong, nhớ hai câu đó là mình có âm is và âm sờ, còn lại là âm giờ không cần phải học. Cái thứ hai, âm ed thì có ba cách đọc: đọc it, đọc tờ, đọc đờ. Đọc it khi trước đó nó là âm tờ và âm đờ. Thí dụ như wanted, needed, mình nhớ hai chữ là tiền đô nè ha. Có tiền đô để làm gì? Để sáng sớm đi cà phê, chiều đi ăn phở và xôi ở thành phố Pleiku đó, nhớ câu đó vô ha. Đó là những cái đuôi này ha. Thì nó sẽ đọc âm ta. Thí dụ như practice, mặc dù mình thấy ở đây là chữ cờ đúng không, nhưng mà khi phiên âm ra đó nó là âm sờ. Ở phía dưới thầy sẽ nói rõ hơn: stopped, looked, missed, fixed, watched và finished. Rồi âm đờ là các trường hợp còn lại. Không có tiền đô, không có đi sáng sớm cà phê được, không có chiều đi phở show play câu được, thì đó là âm đờ. Nhớ như thế. Rồi cái này nói rõ hơn thì những cái nguyên tắc ở trên là mình nhìn vô cái spelling, có nghĩa là viết mặt chữ á, nhìn vô đó mình đọc thì nó không đúng hoàn toàn. Muốn đúng hoàn toàn á, thì mình phải biết phiên âm. Mà phần lớn học sinh chúng ta không biết phiên âm thì thôi cứ học theo cái cách này đi thì cũng được 70-80%. Còn đúng á thì phải như thế này. Có nghĩa là nếu đúng á thì khi mà đọc âm sờ đó thì nó phải phiên âm ra được những cái chữ này nè, fa pa sa ka ta này nè, những phiên âm này nè. Còn ed muốn đọc âm tờ nó thì phải là những âm này nè, fa pa sa ka sa sha và cha. Phiên âm. Phiên âm đó là ở trong từ điển nha, ở trong từ điển. Ha. Thầy lấy ví dụ như ở đây chúng ta thấy chữ raised, nhưng mà thấy phía trên nè chữ SED nè, mình tưởng đọc là tờ đúng không, nhưng mà khi phiên âm ra thằng raise này nó phiên âm là âm z, âm z, chữ raise là âm z, cho nên nó không phải là cái âm sờ như ở đây, do đó nó không được đọc là tờ mà đọc là đờ, nó là như vậy. Ví dụ chữ laugh mình thấy chữ gh ở trong tất cả các trường hợp đâu có thấy chữ gh đâu, nhưng phiên âm ra thằng laugh này nó lại là âm phà, phiên âm ra âm phà nằm đây, âm phà nè, hai chữ f á, cho nên là ed nó sẽ đọc là tờ. Tương tự như vậy chữ cuff cũng vậy, phiên âm đó nó là phà. Còn chữ way phiên âm ra nó không có,
nó cũng là chữ GH luôn ha, nó cũng là chữ GH như như thằng cup và laugh này, nhưng mà nó không có phiên âm, nó không có âm gì trơn á, way, do đó nó là âm đà way. Rồi cái thằng này thì ra chữ này là mình đọc là the, the, ma, the, the, ma, the, the, hai cái vừa the này vừa the này luôn. Rồi còn cái chữ này cũng vậy luôn, nhưng mà khi nó có s á, thì đọc là ma, the, 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 là nằm đây, nằm đây. Còn cái chữ đà này không có, không có trong cả hai mục luôn, không có trong cả hai mục luôn ha, cho nên đọc âm đà. Còn thằng này sờ cũng chữ th luôn, nhưng mà phiên âm ra là sờ ở đây, ở đây, cho nên mình phải đọc là sờ, mouth, sờ, mouth, sờ, sờ, rồi sờ, khó đọc lắm. Rồi qua đây thì chữ booth nó lại không có giống thằng này, nó lại phiên âm ra là the này, à, không có trường hợp nào trong hai trường hợp này hết, thì nó là âm the, booth, the, booth, the, booth, the, khó lắm. Chữ ache mình thấy CHES như trên đây ha, CHES đâu là CHES đây, cô giáo sửa CH như vậy đúng không? Nhưng mà ngặt nổi tiếng Anh nó cả chớn lắm, nhiều lúc nó phiên âm về lúc phiên âm kia, nó thích là nó phiên âm búa xua lung tung hết, mình phải học theo nó thôi, mình phải chịu thôi. Ví dụ chữ ache thì phiên âm ra nó là ache, âm khờ là nắm đây ha, âm khờ nắm đây ha, âm khờ nắm đây, cho nên chữ chỗ đó s vô phải đọc là x chứ không phải là h's, đọc h's mình đọc sai. Đó là về âm cuối đó. À, có hai cách đọc của ES, ED, mỗi cái có ba cách đọc nha. Rồi về âm nữa thì mình học về nguyên âm, nguyên âm đôi, phụ âm thì mình có cái bảng này, đây là tất cả các nguyên âm đôi, phụ âm của nó. Thì đọc một từ mình phải biết cách đọc thôi, và nếu mà mình biết phiên âm nữa thì mình mới làm chính xác được. Thì cái này khó, khó thì cũng phải chịu khó học. Rồi ví dụ như đây nè, những cái âm ấy, có một thôi thì nó gọi là nguyên âm, thì gồm có những âm này i, i, u, u đó, e, ơ, ơ, o, e, ơ, a, o, rồi i, o, e, a, oi, ai, o, ao. Còn những cái này thì giống y, giống gần giống như tiếng Việt, gần giống như tiếng Việt. À, cho nên thí dụ giờ nè, mình thấy đọc hai âm mình tưởng nó giống như y khác nhau phải không, nhưng mà cái thằng này mình phải đọc là read, phải kéo dài ra đọc sit, sit như vậy, cùng thấy chữ y luôn, nhưng mà thằng này nó đọc dài, thằng này nó đọc ngắn, khác nhau này. Giống như đây ha, book, book, âm u ngắn thôi, nhưng mà này phải kéo dài ra to, to. Rồi như vậy thì mình phải biết cách đọc và biết phiên âm của mấy thằng này thì mình mới làm bài về âm chính xác được, phải chịu khó học thôi ha. Thì đây là những cái bảng phiên âm này, mình phải nhớ cách đọc của chúng nó thì phải học thôi. Còn nếu mà mình muốn học cho nó rõ về phiên âm thì phải lên tra từ điển ha. Từ điển bây giờ mình không cần phải mua, ở nhà mà có mạng thì cứ liệt lên search thôi ha. Thầy lấy ví dụ nè, trên mạng đâu rồi để coi, đây nè, đó nè, dictionary nè, thấy không? Rồi từ astute, mình cứ gõ từ nào ra thì nó ra nè ha. Thí dụ như gõ astute từ này, rồi mình vô mình coi cái bảng đó, đó mình đọc nè, astute, astute, astute. Không thì mình sẽ nhấn cho nó đọc ha, nhấn cho đọc đó, astute đó, astute, astute đó, thấy không, nhấn cho nó đọc. Bây giờ học của tụi chúng ta là có điều kiện hơn là bậc thầy cô cha mẹ chúng ta nhiều lắm, cho nên phải ráng cố gắng học bài nha, lấy từ điển ra học. Rồi tiếp tục về trọng âm, thì trọng âm cũng lung tung lắm, tiếng Anh rất là lung tung, thì bây giờ nói cái cơ bản thôi, còn bạn nào muốn học thì cũng lên mạng mà tìm bài học. Nó có rất nhiều trang web mà dạy về các cái trọng âm. Thì trọng âm mình có hai cái cơ bản thôi, là từ có hai âm thì thường là nhấn âm một, thí dụ như busy, modern, city, temple, many. Nhưng nếu là động từ thì thường là nhấn âm hai, thường thôi nha, chúng phải luôn luôn nha. Impress, begin, depend, invite. Nhấn có nghĩa là đọc mạnh cái âm đó lên thôi ha. Nhưng cũng có động từ nhấn âm một, ví dụ như answer, happen, offer, visit, enter. Thấy không? Tiếng Anh nó lộn xộn lung tung lắm, mình chỉ ở mức độ tương đối thôi chứ không thể nào mà tuyệt đối được nha. Rồi nếu mà từ có ba âm trở lên thì thường nhấn âm thứ ba từ sau đếm ngược về trước. Thí dụ reality có ba âm thì mình nhấn âm một, mình đọc reality đó. Activity có bốn âm, mình đọc act,
activity, nhưng cũng có ngoại lệ nha. Thí dụ như cũng ba âm nè, nhưng mà là nhấn vần này. Correspond, independent, à như vậy. Muốn đánh dấu trọng âm chính xác thì buộc học mỗi từ phải nhớ cách đọc của nó. Mình đọc lên mình thấy chỗ nào mạnh hơn thì đó là nhấn, vậy thôi. Chứ còn theo nguyên tắc thì nó rất là lung tung nha, khó học lắm. Mà có tới 15 nguyên tắc chúng ta nhớ nha. Muốn học tốt thì lên mạng học dần dần mỗi ngày sẽ rõ. Phần thứ ba trong bài kiểm tra đó là bài kiểm tra làm bài trắc nghiệm kiến thức tổng quát. Thì ở đây mình có hai mảng, từ vựng và ngữ pháp. Có nghĩa là câu trắc nghiệm có khi trắc nghiệm về từ vựng của chúng ta. Thì từ vựng thì không thể nào ôm ở đây được, bởi vì nó rất bao la. Chúng ta phải học thuộc từ thì mới biết cái câu đó, cái chỗ trống đó cần từ gì để bảo đảm cái câu đó nó đúng nghĩa. Thì phải học từ vựng thôi. Còn ngữ pháp thì ở trong bài 1, 2, 3 có những điểm ngữ pháp nào thì thầy liệt kê ra đây cho chúng ta. Không thể nào nói hết trên cái clip này được, liệt kê ra đây cho chúng ta xem. Thì có những cái cấu trúc ngữ pháp như thế nào đó, và mình nhớ cấu trúc để mình chọn đáp án cho nó đúng theo cấu trúc đó. Thí dụ used to, sao used to phải là verb, thì vô câu mà gặp used to thì nhớ chọn cái verb nguyên mẫu. Hoặc be hoặc get used to verb in, thì vô câu mà thấy có be, get used to thì không phải chọn verb nguyên mẫu nữa mà chọn verb in, là thí dụ vậy. Nào, rồi tương tự như vậy những cái phần ở dưới, các cái điểm ngữ pháp ở dưới, thí dụ như ước muốn thì đằng sau câu ước muốn mà có hai chủ từ đó thì cái động từ chia ở chủ từ sau phải là verb 2. Còn có ước muốn mà chỉ có một chủ từ thôi, thí dụ như đây nè, thì lại dùng từ verb đó. Thì mình phải học hết tất cả những cái điểm ngữ pháp trong cái phần tóm tắt này thì mình mới bảo đảm làm bài trắc nghiệm về ngữ pháp và từ vựng đúng ở trong cái phần số 3 La Mã này. Cái file này là file video, còn cái file PDF này mà thầy đang sử dụng để nói với chúng ta đó thì là thầy sẽ đưa nó thành một cái file PDF riêng, không có trong video này, lên trên lớp học kết nối cho chúng ta luôn nha. Rồi, nói sơ về thì thể bị động. Cái thể bị động thì có nhiều bạn không biết làm là lý do gì. Lý do thứ nhất đó là không phân tích được SVO, có nghĩa là chủ từ, động từ, tốt từ. Chủ từ là từ như thế nào? Chủ từ là từ làm ra hành động, thì mình chỉ cần nhớ cái mũi tên này đây. Xin lỗi, xấu quá. Đây. Rồi, đó. Rồi. Nó tác động lên từ, tác động lên động từ thì gọi là chủ từ, nó làm ra hành động mà. Rồi hành động này tác động lên một vật khác, một vật hoặc một người khác, thì vật và người khác đó là tục từ. Thì phải biết xác định SVO rồi thì mới có công thức bị động được. Lúc đó mình lấy O lên làm chủ từ, cộng chữ be này phải chia theo thì. Có nghĩa là thí dụ thì hiện tại đơn thì be sẽ là am is are, thì quá khứ be sẽ là was were, thì hoàn thành thì be sẽ là chữ been. Rồi, nếu trong câu của mình mà có trạng từ chỉ thể cách, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian, thì cái cách đứng của nó là trạng từ chỉ thể cách đứng giữa be và verb 3, verb 3 lấy từ động từ này ra. Rồi tới trạng từ chỉ nơi chốn, rồi by, rồi tác nhân, by tác nhân là by là thêm vào, tác nhân là lấy từ chủ từ này ra. Rồi sau cùng mới là trạng từ chỉ thời gian nha. Thì cái này là ôn lại tóm tắt lại thôi, chứ chúng ta đã học rồi, bây giờ tóm tắt cho chúng ta nhớ thôi nha. Chứ còn mà giảng hết ra luôn thì làm sao mà có thời giờ được nha. Trong cái clip này nó dài lắm, tất cả các phần được nha, cho nên là chúng ta phải ôn lại. Phía dưới thì sẽ có một cái bảng để tóm tắt công thức của các thì và ở chủ động và bị động luôn, cho chúng ta học cho nó dễ nha. Rồi, phần thứ ba, bài số 3 là chúng ta học về giới từ. Thì ở đây có liệt kê chúng ta hết khi nào thì dùng giới từ này, giới từ nọ, cũng có những cái đặc biệt ha. Thí dụ như có nhiều giới từ dùng điểm thời gian, cũng có khi nó dùng khoảng thời gian ha. Thí dụ như after nè, before nè, dùng điểm thời gian nè, rồi có khi nó cũng dùng khoảng thời gian được nè, đâu sao đâu, đó là cái tùy cái nghĩa của nó. Nhưng mà lưu ý những cái đặc biệt sau đây nè, đó là nếu mà một cái lễ hội không á, thì mình dùng giới từ as ha, giới từ as, after, before, since, till, until, during gì đó, là do, là theo cái nghĩa thôi, theo cái nghĩa trong bài thôi. Nhưng mà nhớ
Nếu mà người ta chỉ cho chữ Christmas mà người ta để với từ add in on đó thì chọn add, nhớ nha, add Christmas, add Easter, add Tết. Nhưng mà nếu mà người ta thêm chữ day vô, thí dụ ở đi đây này đó, thì mình phải biết những chữ on nha, on on Christmas day, on Tết holiday, nhớ những cái chỗ đó. Rồi thí dụ như at night, at noon nha, at night vào ban đêm, at noon là đúng 12 giờ trưa đó là at noon nha. Và ban đêm nói chung thì chỉ là at night thôi, nhưng mà thí dụ như đó là đêm cụ thể nào đó thì nó phải biến đi, phải là on. Thí dụ dưới đây nè, coi đây nè, on the first hoặc là the second night, thấy không, nó khác trên đây rồi. At night là ban đêm nói chung, không biết đêm nào hết trơn hết, nhưng mà khi người ta nói cụ thể ra vào đêm thứ nhất, thứ hai của tháng này tháng nọ, hoặc là đêm trăng rằm, hoặc là đêm mà cô ta ra đi, hoặc là đêm mà anh ta khóc sướt mướt, thí dụ như vậy đó, thì phải thêm là chữ on, nhớ vậy nha. Thì đây là toàn thể các cái cách dùng của các cái giới từ, cho nên không phải giới từ lúc nào nó cũng dùng cố định, mà đôi khi mình phải hiểu cái nghĩa của nó mình mới dùng chính xác được, là at, after, before, hay là till, hay là within, tùy nghĩa nha. Ha. Rồi mệnh đề trạng ngữ trích kết quả thì ở đây chỉ dạy chúng ta là so, therefore, rồi nếu mà có biến đổi câu thì chỉ cho biến đổi câu từ so sang because hoặc ngược lại thôi, chứ không có cho cái dạng khó, đó là những cái dạng enough for two, hoặc là two for two, hoặc là so that, so that, cái đó để dành lại chưa có kiểm tra, cái đó có thể là thi học kỳ có đó nha. Còn ở đây thì mới quá cho nên là thôi chỉ cho cái dạng này thôi, nó quá dễ thôi ha, nó đơn giản thôi. So là vì vậy, vì thế nhé. So không bao giờ đứng ở đầu câu được, mà chỉ đứng giữa câu thôi. Therefore nó có thể đứng đầu câu hoặc giữa câu. Ví dụ như sau nè, I was late so I missed the bus, vì thế tôi trễ. Mình có thể viết câu này là thế so bằng therefore, thì có thể viết therefore chấm rồi phẩy ha, hoặc là therefore giữa hai dấu phẩy cũng được ha, hoặc là nếu mà cùng chủ từ thì chỉ cần nói I was late and therefore missed the bus là xong rồi. Rồi viết lại câu sang because thì quá dễ, tôi trễ và vì thế lỡ xe buýt, thì là tôi lỡ xe buýt bởi vì tôi trễ, dễ y chang như tiếng Việt nói ha, không có gì khó khăn hết chỗ này. Tiếp nữa đó là động từ tri giác, verbs of perception. Đây liệt kê cho chúng ta hết tất cả những động từ tri giác. Thì sao động từ tri giác mình phải dùng verb nguyên mẫu, verb ing nha, verb nguyên mẫu của mình. Rồi đây chỉ là nó xuất hiện trong bài thôi, chứ còn kiến thức cũ mình đã có rồi, là khi nào dùng verb, verb có tu, verb ing, verb đi cục 3 là phải có cắt hết, là kiến thức ở lớp dưới. Thì trong khuôn khổ bài này mình không có đưa vô hết được, nó xuất hiện trong bài 1, 2, 3 thì ôn lại thôi. Nhưng rủi mà câu người ta cho ra mà nó có dính dáng tới những cái kiến thức cũ, mình cũng phải chịu khó học lại, ôn lại để làm bài, bảo đảm làm bài tốt, chứ không thể nào là nói cho như đây là cho như đây, đâu có đâu hả. Những kiến thức cũ cũng có thể xen vào mà. Rồi khi làm bài phần này đó thì phải xác định câu trắc nghiệm thuộc về nội dung là từ vựng hay là ngữ pháp. Nếu nội dung thì phải hiểu ý nghĩa của câu, chọn đáp án. Nếu câu về ngữ pháp thì chúng ta không cần phải dịch đâu, có nghĩa là nhìn xuống thấy bốn đáp án đó là dạng của từ, dạng của động từ hay là thì, thì chỉ cần nhớ câu đó chia dạng gì, sao động từ đó chia dạng gì, trong cái trường hợp này ngữ cảnh này chia thì gì, thì chọn cái thì đó thôi, chứ không có cần thiết phải hiểu cái nghĩa nha. Rồi thì ở đây thầy đã nói rồi, là cho chúng ta cái bảng công thức thì giờ nói sơ nè, cái bảng công thức thì này, tất cả các thì chúng ta trong tiếng Anh nó nằm đây hết, tất cả thì nằm trong đây hết. Thì chúng ta có thời gian, có là quá khứ, hiện tại, tương lai. Hành động của một câu nó có thể xảy ra theo cách thức simple đơn giản là progressive, hoặc là continuous là tiếp diễn, perfect hoàn thành, hoặc là perfect progressive đó, đơn giản tiếp diễn hoàn thành, hoàn thành tiếp diễn. Rồi mỗi câu nó đều có thể có câu nó có câu nó không nha, nhưng mà câu chủ động luôn luôn là câu nào cũng có dạng chủ động hết, nhưng mà dạng bị động thì câu nào có túc từ thì câu đó mới có dạng bị động. Thì chúng ta chỉ cần lấy cái cách thức hành động với cái chiều thời gian chúng ta giao nhau thì chúng ta sẽ ra thầy. Thí dụ ở đây simple past hoặc là past simple, đọc cách nào cũng được hết, thì chỉ cần lấy động từ đại diện thôi. Lấy động từ thì nhìn vô thấy câu mà động từ ở verb 2 đi thì biết đó là quá khứ đơn, bị động của nó phải là was, were, verb 3. Tương tự như vậy cho những phần khác thì mình phải học cái bảng này vô để mà biết làm bài về chia thì và về câu bị động luôn nha, nằm ở trong đây hết. Mình có tất cả là 12 thì ở trong cái khung này, rồi một cái thì nó không có trong khung này được, bởi vì cái thì nó ở dạng là new future, là be going to đó. Như vậy tổng cộng trong tiếng Anh có 13 cái thì nha, nhớ như vậy.
phần thứ tư biển báo và tranh. Biển báo thì mấy cái này thì mình phải dựa vào kiến thức của mình thôi, phải học phải hiểu biết thêm bên ngoài nha, vận dụng khả năng tư duy và hiểu biết thực tiễn để xác định biển báo là gì. Thì chỉ có là có thể chỉ chúng ta một số cái thôi, thí dụ như nếu mà biển báo nó về biển báo giao thông thì nhớ nè, nếu mà cấm thì thường nó có hình tròn ha, hình tròn. Cảnh báo thì thường nó hình tam giác, chỉ dẫn thì thường hình chữ nhật. Để chi khi mà mình nhìn thấy hình đó là biển đó, cái biển ở trong bài người ta cho là biển hình tròn, biển hình cấm, biển báo cấm, thì phải tìm cái câu nào nói lên cái sự cấm đoán mình chọn. Nhìn thấy hình tam giác, cái biển hình tam giác thì biết đó là cảnh báo, thì nhìn vô câu thấy cái câu nào nó cảnh báo thì chọn nó ha. Nghĩa đó, nghĩa cảnh báo chọn nó, nhìn vô chỉ dẫn thì thấy chỉ dẫn, ví dụ như khu vực này, khu vực thành thị, ví dụ như có cầu vượt phía trước ha, vân vân, thì đó là bị chỉ dẫn, thì chọn những câu về chỉ dẫn đó. Về bài đọc, bài đọc 1 là bài đọc True False, thì dĩ nhiên là bài đọc là phải hiểu rõ rồi thì mới làm bài được rồi. Nhưng mà giờ lỡ mình từ vựng mình kém thì sao, cũng không có phải lo, phải lo căng quá làm chi. Đối với bài đọc 1 câu True False và hai câu trắc nghiệm ABCD đó, thì đọc các yêu cầu đề bài, yêu cầu phải làm, rồi xem câu đó nó xuất hiện ở chỗ nào trong bài mà ướm câu đó vô, rồi nghiền ngẫm coi nó có giống với câu đó không hay là nó khác, thì xác định nó true hay là false. Nhiều khi nó phải dùng từ trái nghĩa đâu mà mình không biết nghĩa thì mình chịu thua thôi, đúng không? Cho nên là chỗ này kiến thức là rất là lớn, vừa ngữ pháp mà vừa nội dung phải hiểu nữa nha. Nhưng mà lỡ mà dở quá thì sao, cũng cứ việc ướm cái câu đó lên rồi coi nó, xem xét nó rồi quyết định ha, không bỏ câu nào hết. Mà bỏ cũng không được, bởi vì trong bài trắc nghiệm này đã cài đặt bắt buộc rồi, không làm nó không cho gửi bài ha, cho nên buộc mình phải làm, là không được thì cứ chọn lại nha. Rồi bài đọc 2 thì cũng cách làm tương tự như câu trắc nghiệm ở phần Ba La Mã ha, cũng là coi coi nó là câu về nội dung hay là câu về ngữ pháp. Câu về nội dung thì phải hiểu nghĩa, câu về ngữ pháp thì tìm cái điểm ngữ pháp đó, chia thì, chia dạng hay là cấu trúc nào để mà chọn đáp án. Nhưng mà nó chỉ khác ở chỗ là nó là một nội dung xuyên suốt của một cái bài ha, nội dung nó gắn liền nhau. Cho nên có khi mình tìm trắc nghiệm câu 2 phải nhìn liên quan tới câu 1 chẳng hạn, hoặc trắc nghiệm câu 5 nó phải có liên quan tới trắc nghiệm câu 3. Đôi khi nó làm bài nó đan xen, nó móc xích với nhau vậy đó, thì mình phải hiểu cách làm ha. Rồi, vị dạng của từ là cái phần này là cái phần khó nè. Phần lớn là học sinh chúng ta không có hiểu nè, là khi nào dùng danh từ, động từ, tính từ, trạng từ thì nhiều lúc mình không biết. Thứ nhất là không học từ loại, học một từ thì phải biết từ đó là từ loại gì. Trong từ điển khi mà mình gõ một cái từ ra thì trong từ điển nó có cái từ loại kế bên liền rồi, vừa có phiên âm mà vừa có từ loại nữa thì mình phải học liền luôn, không có được bỏ. Thì giờ nói sơ qua về các chức năng của các từ là, thí dụ danh từ thì thường nó làm chủ từ, làm túc từ, làm bổ từ trong câu. Mấy phần này phía dưới chúng ta sẽ được hiểu nha, giờ chỉ nhớ vậy đi. Rồi danh từ còn đi sau các hạng định từ, thí dụ như là under, this, that, these, those, so many, many, much, little, few, a lot of, lots of, hoặc là những cái tính từ sở hữu, my, your này, nó cũng đều nằm ở dạng là determiners ha. Hoặc là sao giới từ cũng dùng danh từ này, hay trong các sở hữu cách hoặc sao tính từ này, nó được tính từ bổ nghĩa thì đứng sau tính từ này. Đôi khi hai danh từ kết hợp thành như từ kép, thí dụ như amusement park, công viên giải trí, công viên dành cho sự giải trí ha. Chứ ở đây mình không có dùng là thí dụ như mình tính toán park là công viên thì phía trước mình phải dùng tính từ. Như vậy tính từ của amusement là amusing, amusing park, công viên vui nhộn, là công viên nó có tính chất vui nhộn của nó, đâu phải người đâu mà nó tính chất vui nhộn. Cho nên chỗ này người ta không dùng tính từ bổ nghĩa danh từ được, mà đã phải dùng danh từ để ám chỉ gì? Công viên này dành cho sự giải trí, thư giãn, nghỉ ngơi. Competition hall. Rồi, mình có danh từ competition, cuộc thi đấu. Nó có tính từ là competitive, competitive là cạnh tranh, thi đấu. Thì mình không thể nào dùng competitive hall được, thì cái hall đây là một phòng lớn, ý nói là cái nhà thi đấu nha. Đây là competition hall là nhà thi đấu. Mình không thể nói là nhà cạnh tranh được. Không thể nói nhà cạnh tranh, cho nên mình không dùng tính từ competitive ở đây được. Rồi, ngày độc lập, ngày dành cho sự độc lập. Dinh thống nhất hay là dinh độc lập cũng vậy.
Dinh Thống Nhất thôi, à, chỗ này Dinh Thống Nhất nha. Hồi xưa nó là Dinh Độc Lập, là ngày chế độ cũ, chế độ sau mình thống nhất đất nước cho mình đổi lại là Dinh Thống Nhất, là dinh của sự thống nhất. À, nhớ vậy, đó là tính từ kép. À, như danh từ kép, xin lỗi, danh từ kép. Tính từ thì sao? Tính từ đi sao với các động từ nói? Động từ nói là những từ nào học từ lâu rồi, tất cả các cái điệu ngữ pháp đã học qua là phải nhớ hết, nói tới cái gì phải nhớ cái đó. Rồi, linking verb sử dụng có be nè, be này phải biết chia ra nha, am, is, are, was, were, been, chứ không phải là be không. Rồi become là lúc này, see là sao, là còn nữa, nhiệm vụ chúng ta phải ôn lại bài cũ. Rồi tính từ thì đứng trước danh từ, bộ nghĩa danh từ đó, dùng trong cấu trúc là make keep somebody or something tính từ, có nghĩa làm cho ai hoặc cái gì như thế nào, ra tính chất nha, hoặc giữ cho ai cái gì như thế nào, ví dụ như làm cho tôi buồn, make me sad, đó là tính từ. Giữ cho trường sạch, keep the school clean, đó tính từ. Hoặc là cấu trúc là phải ít tính từ, to verb. Đó, nhận thấy cái điều đó như thế nào để mà làm. I find it interesting to go swimming in the summer, tôi thấy thật là thú vị khi mà đi bơi ở mùa hè. Find it interesting to go swimming in the summer. Rồi, đó, những cấu trúc đó thì dùng tính từ. Còn trạng từ thì sao? Trạng từ nó có bốn chức năng: bổ nghĩa cho động từ là một, bổ nghĩa cho một tính từ là hai, bổ nghĩa cho trạng từ khác là ba, bổ nghĩa cho cả mệnh đề là bốn. À, về động từ thì mình đâu cần phải nhớ mấy cái có nghĩa là nhớ ba cái này rồi thì không cần phải nhớ về động từ nữa, mà động từ nó liên quan tới cách chia thì và dạng của động từ phải học cái đó. Khi mà gặp câu mà nó bắt chia về động từ thì phải nhớ chia thì hoặc chia dạng, đúng không? Mà lưu ý là word form là chỉ có một từ ra thôi, thì lúc đó mình chỉ lấy một cái dạng của động từ ra, chứ không phải là mình thí dụ như chỗ đó là hiện tại thành mình để have rồi để cái verb 3 vô, không phải, chỉ have người ta sẽ cho trước sẵn rồi sau đó mình chỉ cần dùng cái verb 3 thôi. Chút xíu nữa sau đây mình sẽ làm một cái bài tập nhỏ áp dụng cái này để hiểu hơn những cái chức năng đó như thế nào, để làm bài thì chúng ta sẽ hiểu hơn về trắc nghiệm của cái word form này á, thì mình dễ dễ là sao, dễ là người ta cho sẵn bốn từ, bốn cái option luôn, mình chỉ cần xác định option đó là danh động tính trạng, rồi mình chỉ cần biết là chỗ trống mình cần điền vào lại từ gì để mình chọn vô thôi, thì mình dễ ở chỗ đó. Có nghĩa là mình có thể nhìn một số cái đuôi để mà biết, thí dụ như cùng một gốc từ đó ra, thí dụ như chữ agree là động từ, nhưng mà mình thấy agreement có cái đuôi mình là mình biết thằng đó là danh từ rồi ha. Rồi đó, thí dụ như chữ invite là mời, thì mình thấy invitation có đuôi sinh là danh từ. Tương tự như vậy thì có những từ khác nó có những cái đuôi như vậy, thường danh từ là tận cùng bằng những cái đuôi này, thường thôi, không phải là luôn luôn nha, thường thôi. Mention luôn, ans luôn, ship is a or, ba cái này thường là chỉ người nè, ba cái này thường chỉ người nè. Thí dụ như novelist nè, cyclist nè, typist nè, còn thì đầy giấy nè, teacher, worker, farmer rồi nè. Còn này mà bằng or thì cũng có nhiều nè, thí dụ như doctor nè, conveyor, vân vân nhiều lắm. Rồi tính từ thường có cái đuôi là on này, ion hoặc là x hoặc là equal hoặc là if hoặc là bo hoặc là ly. Rồi, thì mình nhìn vô để mình hiểu đó là tính từ để mình chọn nó. Rồi trạng từ thì chủ yếu là tính từ thêm ly, chủ yếu tính từ thêm ly, chỉ có một số trạng từ là nó không biến cái đuôi ly thôi. Thí dụ như là fast, hard, early, những cái trạng từ đó là nó là tính từ luôn, vừa vừa tính vừa trạng luôn. À, như vậy thì ly nó cũng có tính từ, ly nó cũng có trạng từ, thì phân biệt làm sao? Thì chính cái chỗ này là cái chỗ mà phân biệt ly của tính từ trạng từ nè. Khi nào mà trước ly nó làm một tính từ á, thì cái chữ ly đó nó mới là trạng từ, còn nó không phải tính từ thì nó không phải trạng từ, nó sẽ là tính từ. Thí dụ như chữ friend là danh từ đúng không, mình thêm ly vô thì friend là danh từ chứ không phải là tính từ, như vậy thêm ly vô thì chữ friendly đó là tính từ. Rồi thí dụ chữ love là danh từ, love là tình yêu nha, là danh từ, nó có thể là động từ nữa nhưng mà trong trường hợp này nó là danh từ, thì danh từ đó nó thêm chữ ly vô thành lovely, dễ thương, thì nó lại là tính từ, nó không phải là trạng từ. Chỉ khi nào nó là cái gốc tính từ nó thêm ly thì nó mới là trạng từ thôi ha. Ví dụ beautiful, beautifully đó, happy, happily thì đó mới là trạng từ đó. Phân biệt cái ly của tính từ với trạng từ là ở chỗ đó ha. Rồi thì bây giờ là
mình sẽ chuyển qua làm một bài tập thử về cái waveform này nha, để chúng ta nhớ nha, để thầy coi coi. Hình như đây không phải, ủa đúng nó rồi mà, đúng nó rồi mà, nhưng mà chuyển lại là phải đâu. Rồi đây nè, đây phóng to lên một chút đi cho thấy đi. Rồi thí dụ giờ mình có từ cái này, những cái ví dụ thôi nha, để hướng dẫn nha. Thì giờ nè, experience là trải nghiệm, là kinh nghiệm ha. Thì bây giờ ở đây nhận định đi, nhận định đi, câu này nhận định quá dễ. Have you ever là phải biết đây là nửa của thì hiện tại thành rồi, thì công thức hiện tại là have cộng verb 3, thì chỗ này phải là một verb 3, cho nên mình sẽ lấy verb 3 của thằng này ra là experienced ha, experienced. Đi đi vô rồi đó, rồi nha. Là thí dụ chỗ này, rồi nhìn vô thì nhìn sơ vô thì thấy nè, nhớ ngay liền nè ha. Nếu mà tính toán thì mình tính bên tay phải trước rồi tính bên tay trái sau, tính bên tay phải thì nhiều lúc tính bên tay phải được liền, còn nhiều lúc tính bên tay không được liền. Đó là thí dụ như trong trường hợp này, bên tay phải chữ in phải hiểu ngay in là giới từ, không tính được. Tại sao? Tại trước giới từ nó có tới ba loại từ lận, danh, động, tính. Như vậy thì mình không biết chỗ này thằng nào, cho mình nhìn lên, nhìn ra cái became. Became mình phải thuộc ngay luôn, became là thuộc loại động từ nói linking verb, sau linking verb là tính từ. Rồi, như vậy mà cũng phải hiểu nghĩa nữa, bởi vì có khi nó xuôi nghĩa, có khi nó trái nghĩa, cho nên phải hiểu nghĩa. Sau nhiều thất bại thì anh ta trở nên có kinh nghiệm, như vậy là experienced ED, experienced ED là có kinh nghiệm, experienced. Rồi, ED có kinh nghiệm. Rồi. Rồi, ở chỗ này đằng sau hết câu, đằng trước xung quanh, không có trường hợp nào mà xung quanh, sao xung quanh là gì, không hỏi vậy được. Như vậy trong câu này phải hiểu nghĩa. Thành công có thể làm cho người ta như thế nào? Thành công có thể làm cho người ta thiếu kinh nghiệm. Tại sao? Tại vì thành công quá thì đâu có rút được cái gì ra, cái kinh nghiệm từ thất bại đâu. Có nghĩa là những người nào thất bại thì người ta mới rút kinh nghiệm, còn những người nào thành công thì thường là tự mãn, sẽ không có rút kinh nghiệm. Thành ra thành công có thể dẫn tới sự thiếu kinh nghiệm, làm cho chứ làm cho ai đó thiếu kinh nghiệm, làm cho người ta thiếu kinh nghiệm. Nhận ngay ra cấu trúc make cộng somebody, someone hay somebody cũng là một đó, cộng tính từ. Và chỗ này sẽ là tính từ ha, chỗ này sẽ là tính từ. Như vậy tính từ trái nghĩa nữa, inexperienced ha, inexperienced trái nghĩa đó. Rồi thí dụ đây nữa nha, chữ fashion, restaurant, nhà hàng, nhà hàng danh từ, thế này tính được liền nè. Nhà hàng như thế nào? Một nhà hàng rất là thời trang, là nhà hàng mà hợp thời, ví dụ trang trí pha kiểu hiện đại này nọ đó ha. Thì chỗ này mình sẽ dùng fashionable, mình dùng tính từ vô fashionable. Rồi fashionable restaurant. Rồi xuống dưới câu này nhìn tay phải thấy chữ close, dễ quá, close là danh từ ha. Thì trước nó phải là tính từ ha. Rồi coi coi có trái nghĩa gì không, anh ta nghèo vì thế anh ta mua đồ như thế nào cho chính anh ta. Nghèo có mua được đồ fashionable, có nghĩa là đồ hợp thời trang không? Không, đồ mà hết thời trang rồi á thì nó rẻ, anh ta nghèo mà, cho nên phải do cái nghĩa nữa mới quyết định được chỗ này là cái loại từ chính xác, nó phải trái nghĩa. Giờ mình có từ là unfashionable này, unfashionable clothes. Rồi tới chỗ này này, thin, thin là ốm, ốm. Mình phải hiểu ngay chữ thin này là một tính từ. Bổ nghĩa chữ tính từ dùng gì? Dùng trạng từ. Mà có phải không? Cô ấy là một người mẫu và vì thế luôn luôn giữ cho mình ốm theo kiểu thời trang. Như vậy là trạng từ để bổ nghĩa cho tính từ là chỗ này đó. Như cái thuyết hồi nãy mình học bên kia đó, trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Như vậy chỗ này phải biết là fashionably ha. Fashionably, lấy trạng từ ra fashionably. Rồi nha. Rồi tiếp tục chữ impress. Cái chữ này nó tới 26 tới 31, 6 câu nha. Tại sao? Nó rất là bao la cái cách dùng nè. Rồi chữ me, tôi, không có thuộc từ loại nào để mà làm hết ha. It, chủ từ. Chủ từ xong phải tới hành động chứ. Nó làm gì tôi? Nó làm gì tôi? Chưa có hành động, vậy chỗ này phải là động từ. Phải là động từ. Rồi nó làm cho tôi ấn tượng là Barcelona luôn luôn chơi tận hiến, chơi cống hiến. Như vậy câu này là câu hiện tại, bởi vì mình thấy ở đằng sau always play là hiện tại luôn, cho nên chỗ này phải chia động từ ở hiện tại đơn.
it là 13 sự thì động từ phải biết thêm s vô. Impresses me, à, nó làm cho tôi ấn tượng là Barcelona luôn luôn chơi tận tụy. Rồi tiếp đây với từ không tính, à, my. My là một determiner ở phía trên đó, như vậy sau đó phải là tính từ, à, lật lý thuyết coi lại nha. My là một cái determiner của tôi, cái gì của tôi, cho nên ở chân này là danh từ, à, chỗ này phải là danh từ, à, của tôi, đó là determiner, nó tính như một tính từ, cho nên làm sao nó là danh từ nha. Cái gì của tôi về Singapore là cái sự sạch sẽ của nó. Vậy cái gì? Cái danh từ là cái ấn tượng. Impression. Impression. Ấn tượng của tôi về Singapore là cái sự sạch sẽ của nó. Rồi. Tới đây, bài giới từ không tính được. We were really, really. Trạng từ. Sao trạng từ là lại từ gì? Có thể tính, có thể trạng luôn. Bởi vì trạng từ nó có thể bổ nghĩa cho một tính từ mà. Rồi nó có thể bổ nghĩa cho một trạng từ khác mà. Rồi trạng từ còn có thể bổ nghĩa cho động từ nữa mà. Như vậy câu này phải hiểu nghĩa rồi. Thấy có chữ by là câu bị động, như vậy chỗ này phải là bất bác. Chúng tôi thật sự bị ấn tượng bởi cái sự biểu diễn xuất sắc của anh ta, à, như vậy chỗ này phải là một verb 3. Impressed, à, impressed. Câu 29, performance danh từ. Trước nó phải là tính từ. Tôi chưa từng xem một buổi biểu diễn ấn tượng nào như thế. Tính từ bổ nghĩa danh từ. Impressive, tính từ là impressive, à. Mà vô bài vô làm mình không có đánh gõ gì đâu nha, có sẵn rồi, chỉ cần chọn thôi. Ở đây là thầy hướng dẫn chúng ta cho nên là giảng cặn kẽ ra như vậy. Rồi câu 30 nè. Building, tòa nhà. Tòa nhà như thế nào? Vậy phải là một tính từ để bổ nghĩa, à, để bổ nghĩa. Nhưng câu này phải lưu ý, phải coi cái nghĩa nó báo giỡn vậy nha. Làm xong phải coi cái nghĩa coi nó có xuôi cái câu hay không. Nó không xuôi thì phải biết tính toán khác đi rồi. Nó chỉ là một tòa cao ốc như thế nào thôi, không như tôi tưởng tượng, không như tôi tưởng tượng ra như vậy. Đó chỉ là tòa cao ốc, không có ấn tượng gì cả. Thì mình sẽ dùng trái nghĩa unimpressive, à, unimpressive. Rồi câu 31, tone cao. Trước đó là tòa gì? Tính từ. Trạng từ mới bỏ nghĩa cho được tính từ thôi. Người thủ môn đó cao một cách ấn tượng, gần chiều cao của khung thành luôn. À, một cách ấn tượng dùng trạng từ vô. Impressive. À, trạng từ bổ nghĩa cho tính từ đó. À. Rồi, thêm mấy câu nữa thôi. Như trường hợp này, in giới từ không tính. I take no. Take no giống như là I did, I don't take. À, câu tiếng Anh hiện tại nó có thể dùng take với lại tính từ no đằng sau, rồi đằng sau đó là cái danh từ gì đó. Hoặc là nói là I don't, à, cũng được. Như vậy I take no coi như là tôi không lấy, không lấy cái gì, không lấy gì, không có cái gì. Như vậy đằng sau phải là danh từ. Chữ impress cũng là danh từ luôn rồi. Vậy là để nguyên sĩ chữ đó vô. Impress, tôi không có hứng thú gì trong âm nhạc cả. Câu này ý vậy. Rồi, câu 33, trước đó giới từ không tính được, à, rồi, à, she's, she, phải s, có thể hiểu she is, có thể hiểu she has, thì gì? In living alone, có giới từ in, như vậy mình nghĩ ngay tới interested in, interested in, à, bởi vì cấu trúc của nó là vậy mà, interested in living alone, à, cô ta thích sống một mình nha. Rồi câu tiếp theo, that là một mệnh đề không tính được rồi, tính phía trước. The novel was so, cấu trúc so that, động từ be, nghĩa là cuốn tiểu thuyết thì như thế nào đó, như thế nào phải dùng tính từ. Cuốn tiểu thuyết thì như thế nào, đến nỗi tôi đọc nó lần thứ năm như vậy nó hay quá. Interesting, interesting nha, interesting. Rồi tiếp theo, with giới từ không tính, play động từ. Mấy con chó chơi, chơi làm sao, chơi như thế nào, trạng từ bổ nghĩa, chơi một cách thích thú với nhau. Rồi chúng nó tự vơi đùa, chơi đùa thích thú với nhau. Interestingly, nó chủ động cho nên phải dùng trạng từ ở dạng chủ động. Interestingly. Rồi vô cấu trúc là find it, tính từ nè, nhận thấy nó như thế nào đó. Ông ba tắt tivi đi rồi đi ngủ, chuyển sang game show chứ nhận thấy chương trình đó không hay cho nên ông chuyển qua game show. Rồi như vậy là chỗ này phải biết tính từ trái nghĩa, trái nghĩa. Nhận thấy cái điều đó như thế nào phải dùng tính từ
chủ động là tính từ nó gây ra cho người ta đó. Anh interesting. Anh interesting. Không hay cho nên ông ba đã chuyển qua chương trình trò chơi ha. Đó, một số hướng dẫn để chúng ta biết cách mà chọn lựa workform cho nó đúng nha. Rồi, chúng ta quay lại bài. Sắp xếp câu, sắp hết rồi, chuẩn bị ha. Sắp xếp câu thì cái này là phải có kiến thức cơ bản về các thành phần chức năng trong câu, kết cấu của câu, các từ loại nha. Rồi thì chúng ta phải hiểu nè, trong câu thì phải có chủ từ hay là chủ ngữ nè, là làm ra hành động hoặc sở hữu một sự việc, một trạng thái và tính chất. Rồi động từ là hành động trong câu, và động từ phải được chia thì túc từ, tân ngữ là từ bị hành động tác động lên, bổ từ là từ nói lên chủ từ là ai, là cái gì, là như thế nào. Thí dụ thầy nói nè, I am a student, thì a student là bổ từ cho ai, cho chủ từ ai đó. Tôi là ai, tôi là học sinh nè. Cái gì, thí dụ như it is a book, nó là quyển sách. Thì cái gì, chữ bút đó là nói về cái chủ từ ít đó, như vậy cái chữ bút đó là bổ từ, nó là danh từ đó. Như thế nào thì đó là tính từ, là thí dụ như she is very beautiful. Beautiful tính từ, cô ta như thế nào thì beautiful đó là bổ từ của she nha. Bổ từ là như thế đó nha, phân biệt với các cái chủ từ, động từ, túc từ. Rồi, trạng từ thì có nhiều loại trạng từ. Trạng từ chỉ nơi chốn, thời gian, thể cách, tần suất, tùy cái trạng từ mà mình dùng cho nó phù hợp. Rồi các thành phần chức năng trong câu có thể là một từ, một ngữ hoặc một câu luôn. Thì bây giờ mình học, mình phải biết cơ bản đi, rồi dần học qua mình sẽ thấy các thành phần chức năng đó nó có thể là một từ, một ngữ, một câu, từ từ mình sẽ thấy nha. Cho đó là xác định không dễ dàng được, đối với nhất là đối với cái câu mà làm bị động á, không có xét hết được cái chủ từ đó. Thí dụ chủ từ đó là một từ thì dễ rồi, mà rồi chủ từ đó là một cụm ba bốn từ thì sao, rồi chủ từ đó là một cả một mệnh đề thì sao. Một mệnh đề có nghĩa là có động từ với chủ từ với động từ chia thì á, gọi là một mệnh đề, cả một mệnh đề thì sao. Không xác định hết thì sẽ không làm đúng bài được nha. Do đó việc học từ vựng là vô cùng quan trọng, góp phần quyết định trình độ tiếng Anh của một cá nhân nha. Rồi, và thành phần luôn có trong câu đó là động từ, còn thách phần thành còn lại có khi có khi không. Thậm chí chủ từ cũng có, câu cũng có chủ từ à. Thí dụ như câu mệnh lệnh cười lên đi, smile, đâu cần phải chủ từ đâu. Lúc đó hiểu ngầm chủ từ là you đó, đừng đi, don't go, là bạn đừng đi đó. Chủ từ hiểu ngầm là you đó ha. Rồi cái động từ là quan trọng nha. Phần viết lại câu thì sao, phải biết cấu trúc ngữ pháp nha. Rồi trong cái ngữ pháp đó cái dạng nào nữa, là thí dụ như đổi quá khứ đơn sang hiện tại thành dạng first began started, hay dạng the last time, hoặc là dạng this is the first time. Có nghĩa là phải học bài thôi, phải học bài thôi. Tóm lại khi làm bài kiểm tra, học sinh phải nắm vững kiến thức hiện đang học, mà còn phải nắm vững kiến thức ở các khối lớp trước. Kiến thức như một sợi xích, mỗi mảng kiến thức là một mắt xích, nếu mắt xích nào thì sợi xích cũng vô dụng. Đặc biệt trong bài trắc nghiệm đòi hỏi học sinh phải vững kiến thức, kỹ thực hành. Kỹ có nghĩa là phải nhìn vô câu đó phải kỹ ra, bởi vì không có trắc nghiệm nó sẽ có những câu gần gần giống nhau, nó chỉ sai xích nhau chút xíu. Thí dụ như đáng lẽ cái chỗ đó chủ từ của ba xích, động từ đó phải thêm s mà nó không thêm s. Thí dụ như chỗ đó là quá khứ nó phải đi mà nó không phải đi, là số dụ chỗ đó là số nhiều mà nó không số nhiều, mình không nhận ra cái điều đó thì chắc chắn mình chọn đáp án sai rồi. Cho nên trắc nghiệm nó nà ná nhau mà mình không biết hết kiến thức và không kỹ thì sẽ làm không được. Do đó thầy chúc các em khỏe sáng suốt để làm bài cho tốt nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử trắc nghiệm, thử cái trắc nghiệm về xếp câu với lại viết lại câu nè, để phân tích nha, rồi chỉ chúng ta ở trong lúc làm bài chúng ta làm nha. Đâu mất tiêu rồi, cái câu đó đâu ta, không phải, nó nằm bên đây, nằm đây, nằm đây, nằm đây. Rồi nằm đây. Thí dụ nè, thí dụ như đây, cái này không phải xếp câu nha, là đặt luôn câu nha. Cái này nó khó hơn nha, nhưng mà mình cũng, nhưng mà thầy cũng giảng ra để chúng ta hiểu, để chúng ta hiểu bài, để chúng ta cố gắng. Thí dụ như nó cho sắp xếp câu như thế này, thì nãy mình học bên kia rồi đó, phải có câu, phải có chủ từ là động từ chia thì, rồi các thành phần còn lại thì có khi có nè, đó là túc từ, bổ từ, rồi trạng từ. Mình cũng theo cái cách đó thì mình thấy cái câu nào mà nó sắp xếp không đúng cấu trúc là mình cho nó sai. Thí dụ như ở đây câu A mình nhìn vô thấy nó sai liền, bởi vì when were sai sao được,
chủ từ phải đứng trước động từ be chứ, dục nó quanh bên. When were they little? Sai, sai cái gì? Little là determiner phải đứng trước danh từ, học bên cái word form rồi, dục luôn. When I was a little girl, tới đây đúng nè. I used to get up at 9 o'clock, thấy hoàn toàn đúng hết nè. Rồi để đó, ghi câu khác vô. When I used to get up at 9 o'clock, I was a little girl. Lộn xộn nghĩa, không đúng, chọn đáp án C. À, như vậy câu số 1 sẽ là đáp án C. Một cái bút rồi ta. Rồi, như vậy câu số 1 của mình sẽ là đáp án C nhé, chọn đáp án C vô. Rồi, thí dụ câu 2. Rồi, chấm hỏi phải không? Chấm hỏi phải không? Rồi, câu nào mà không có dạng câu hỏi là bỏ, câu này sao có hỏi được câu hỏi. Hoặc là câu hỏi yes, no là bắt đầu bằng động từ đặc biệt. Am I as do they have gì đó. Hoặc là câu hỏi có từ để hỏi who, what, where, when gì đó. Câu này bỏ. Câu này bỏ luôn. Chỉ có hai câu này là xem xét thôi. Is Columbia. Rồi, different from chứ ai nói from different. Thấy không? Chọn dễ không? Có khó gì đâu. Rồi, chọn nó. Rồi, tiếp câu này vô. I met a lot of people on my holiday. Thấy trật tự đúng quá rồi ha. Rồi, a lot of people. Met ai? Động từ trước chủ từ sai. I met people a lot on, a lot of, a lot of people. Sao lên people a lot of. I met on my holiday a lot of people. Lộn xộn câu luôn. Như vậy câu 3 là A ha. Rồi, kế tiếp. There are many books. Ý nói là có nhiều bút rồi, nhưng phải là there are. Không có there are, bỏ nè. There are many books in my school library. Thấy đúng nè, để đó nè. Many books are there. Không ai nói gì hết. In my school library are many books there. Nói ngược ngạo luôn. Vậy câu này, đúng không? Rồi, Lang and Miriam write to each other at least once every 2 weeks. Thấy phù hợp quá, nhưng mà không phải coi những câu khác. Tìm cái chỗ sai để mà bỏ ra. Ồ, không, cái này sai. Bởi vì chủ từ Lang and Miriam, hai người sao write được, bỏ. And Lang and Miriam write to each other. No, write to each other mới đúng, chứ phải là at least đúng. Viết cho nhau là write to each other, bỏ luôn. Lang and Miriam write to each other at least every 2 weeks once. Once every 2 weeks, chứ không có every 2 weeks once, bỏ luôn. Nhưng mà chắc chắn là câu đề, thấy không? Tất cả mỗi cái điểm ngữ pháp đều phải thầm nằm lòng thuộc lòng hết thì mới biết cái chỗ nào nó sai để loại ra là chọn cái thằng đúng nha. Giờ tới biến đổi câu nè. Rồi, biến đổi câu nè. Thật là tiếc bạn không ở đây với chúng tôi. Dạng câu câu ước muốn. Ước muốn thì sao? Thứ nhất là phải ngược lại, thứ hai là phải trái thể và quá khứ. Trái thể và quá khứ. Đây, phủ định, phải ra khẳng định. Câu nào còn phủ định bỏ, bỏ câu này. Rồi, quá khứ, khẳng định. Rồi, để đó, phủ định, sai, bỏ. Đâu có tương lai đâu mà would. Vậy ung dung chọn câu C. I wish you were with us now. He must go now. Giờ ước muốn luôn. Rồi, ước muốn. Cái câu nào mà nó còn khẳng định là bỏ đi. Hả? Tất cả đều phủ định hết, bốn câu phủ định hết. Nhưng mà nó phải quá khứ. Thằng này còn hiện tại bỏ. Thằng này tương lai bỏ. Thằng này quá khứ nè. Thằng này quá khứ nè. Nhưng mà had done to là không có, không hề có. Must phải đổi ra. Quá khứ là did, quá khứ phủ định là didn't have to. Như vậy nó là câu B. Rồi, chúng tôi không còn chơi trò angry bird nữa. À, như vậy là thường chơi là dùng used to với nguyên mẫu. Rồi chọn câu nào là used to với nguyên mẫu và dĩ nhiên phải bỏ anymore. Câu nào còn anymore bỏ nè. À, cái này không có quá khứ nè, used to không có nè, không có nè. Used to verb inside nè, used to verb nguyên mẫu đúng nè, ha. Đúng không? Rồi, anh ta thường chơi đàn piano vào ban đêm. À, thường chơi đàn piano vào ban đêm. Thì nó có hai trường hợp, hoặc là quen với việc chơi đàn piano vào ban đêm, hoặc là cái này là hiện tại thì chắc chắn là quen với rồi, bởi vì không thể nào đùa để về trong quá khứ được. Không thể nào được. Như vậy câu A, sự việc trong quá khứ bỏ không đúng. Be used to verb in là quen với, nghe có vẻ đúng, để đó. Be used to có nguyên mẫu là được sử dụng để là sai. Ở đây không phải quá khứ, đây câu nói hiện tại mà, quá khứ sai luôn. Cho nên ung dung chọn anh ta thường chơi đàn piano vào ban đêm, có nghĩa là anh ta quen với việc chơi đàn piano vào ban đêm. Đó. Rồi tới câu when did you start to use this car, đổi thành hiện tại thành, từ cấu trúc của quá khứ đơn với start đổi thành hiện tại thành, thì nhớ how long rồi phải dùng hiện tại là have rồi verb 3. Như vậy câu nào nó không có cấu trúc nó bỏ liền. Do, did, bỏ. Have thầy, hai thằng này thấy có vẻ đúng.
have này phải vào verb 3, use nguyên mẫu sai, have use verb 3 đúng. Đúng cấu trúc là chọn nó. Tôi không có muốn bạn ở đây nữa. Rồi, như vậy là không muốn. Muốn ai không làm gì đó, nhớ cấu trúc là would rather someone do did something ở quá khứ nha. Mà ở đây phủ định thì là didn't. Rồi. Thì cái câu này người ta đã không muốn rồi. Tôi muốn bạn không ở đây nữa, mà là ước gì bạn ở đây lâu hơn, là sai nghĩa là bỏ nè. Rồi, tôi muốn bạn đừng ở đây nữa, dùng would like somebody not to do something, thấy có vẻ đúng nè. Would rather someone mà không dùng quá khứ mà dùng to verb là sai nè, bởi vì would rather someone phải dùng verb 2 nè. Rồi, I want you not to verb mới đúng nè. Như vậy tóm lại chỉ có câu C là đúng cấu trúc thôi, những câu kia là sai cấu trúc. Rồi, how long is it since you saw Tom nè, là chuyển qua quá khứ đơn nè. Thì nhìn xuống đây phải là thấy mà từ how long mà chuyển qua when là biết quá khứ đơn rồi. Thì thằng nào mà quá khứ đơn thì mới giữ, còn thằng nào không phải là bỏ. Hiện tại thằng thành bỏ nè, hiện tại đơn bỏ nè. Cái này câu hỏi mà không có trong từ did bỏ nè, vậy ung dung là câu C nè, đúng nhất nè. When did you last see Tom nè. Rồi, cấu trúc it's time là it's time for them to prepare for the next post events. Rồi, it's time for somebody thì chuyển thành it's time cộng với chủ từ, thì lúc đó for bỏ đi thì chủ từ là đem phải biến thành they, tất cả they đúng rồi. Nhưng mà đằng sau phải là verb 2, verb 2. Verb 2 thì ở đây không có verb 2, have to hiện tại là sai nè. Không verb 2 hiện tại là sai nè, verb 2 đúng nè. Verb 2 đúng là, nhưng mà chỗ này là there chứ không phải là they nè. Như vậy it's time cộng chủ từ cộng verb 2 là nó nè. Rồi, như vậy là cách làm trắc nghiệm là như vậy đó, là phải nhìn kỹ từng câu một ha, nhìn kỹ từng câu một, chú ý vô, rồi phải biết suy luận phán đoán nó đúng hay nó sai nha. Rồi, bài ôn tập cũng khá dài nhưng mà mong rằng là chúng ta cố gắng coi cho nó hết để mà học cho nó ổn nha. Rồi, chào các em, kết thúc bài.